Tình cũ không rủ cũng tới, theo tình tình chạy mà trốn tình thì tình theo. Ngày hôm nay mình sẽ quay lại cái chuyên mục yêu thương quay về nha anh chị. À, cái xe này là hôm rồi Ngọc bán cho khách ha, thì ảnh có lý do riêng việc gia đình của ảnh cho nên ảnh muốn bán lại cho Ngọc ha, thì Ngọc vẫn thâu vô nha anh chị. Còn cái việc riêng gia đình của người ta là như thế nào thì mình cũng chả hỏi sâu tới làm gì. À, ngày hôm nay mình sẽ đăng bán cho anh chị là Honda Future Neo FI đời 2009 ha, là đời cuối cùng anh chị. Odo chạy là 10.000 cây ha. Cái xe này hôm rồi là Ngọc bán cho anh khách với giá là 108 triệu về dưới Tây Ninh nha anh chị nha. Đó thì đâu đó tầm khoảng hơn một tuần, ảnh có lý do việc gia đình của ảnh cho nên ảnh có nhu cầu ảnh bán lại cho mình ha. Tất nhiên ngày hôm nay cái giá Ngọc bán sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với giá ban đầu là 108 triệu nha anh chị nha. Rồi thì đặc biệt bên mình đối với những dòng xe cọp, xe zin bên mình bán ra đều thâu lại nha anh chị nha. Tại vì những cái dòng xe này rất là ít xuất hiện trên thị trường. Đó, đâu còn nữa đâu anh chị. Cho nên mình bán, mình cho khách quay đầu lại thì mình mới có xe mình bán hoài cho anh chị ha. Rồi. À, đối với những cái chỗ khác buôn bán và cách làm việc như thế nào thì em không biết. Nhưng mà đối với riêng bản thân em, từ trước tới giờ trên cái trang buôn bán của em, tất cả các xe, từ xe rẻ nhất cho tới xe mắc tiền nhất, em đều để giá công khai minh bạch rõ ràng nha anh chị nha. Và hơn hết một điều quan trọng nữa là khi mà khách có nhu cầu quay đầu lại mình thâu xe lại, cái giá mình không bao giờ mình bán ra bằng cái giá ban đầu mình bán cho anh chị nha. Cái giá chắc chắn, Ngọc chắc chắn nha, nó sẽ rẻ hơn rất rất là nhiều so với cái giá ban đầu em bán nha. Em không như người khác là thâu xe lại vẫn để giá cũ nha anh chị nha. Đó, coi như là mình khấu hao, mình trừ hao cái phần trăm rồi mình đăng bán lại cho anh chị ha. Rồi thì Ngọc nhắc nhấn mạnh nha anh chị nha, nhắc lại ha, ngày hôm nay mình bán cái xe này với giá cực kỳ tốt, rẻ hơn vài chục triệu so với cái giá 108 triệu hôm rồi mình bán nha anh chị. Đó cho nên anh chị nhớ coi hết cuối clip nha, mình sẽ báo một cái giá cụ thể nhất để mà anh chị dễ chơi dễ mua ha. Rồi thì cái xe này là Honda Future Neo FI đời 2009, số máy là 70 đầu ha. Thì bây giờ mình sẽ vô chi tiết lại từng phần cho anh chị coi ha. Rồi anh chị đừng rời mắt khỏi màn hình ha, mình sẽ vô chi tiết nha anh chị nha. Rồi thì bây giờ Ngọc sẽ vô chi tiết từng phần nha. Ngày hôm nay mình sẽ review quýnh vô là cặp vỏ đầu tiên ha. Cái xe này là chạy đúng đồng hồ 10.000 cây ha, cho nên vỏ trước sau là còn nguyên ha anh chị. Đó là trùng đá trùng mã luôn nha anh chị nha, tuần thứ 30 năm 2009. Đó anh chị nhìn cái chất vỏ của nó nè, anh chị thấy không, cái rãnh nè. Đó xe chạy 10.000 cây thì tất nhiên là vỏ là còn rất là dày ha anh chị ha. Đó mình nhìn vô những cái rãnh này nè là mình sẽ thấy được ha, ga gió là còn nguyên luôn ha, trước sau là trùng một mã luôn nha anh chị. Rồi cái phần tiếp theo nữa mình sẽ bật cái đồng hồ lên cho anh chị coi nè. Đó, hiện trạng là xe này đang dán ni lông cả xe nha, chủ xe rất là kỹ tính nha anh chị. Đó, chạy 10.659 cây. Rồi, mình quay qua tới những phần bên đây ha. Đây. Những cái cụm công tắc này nè, chữ nghĩa là còn nguyên nha anh chị, chưa có phai mờ một dấu vết nào hết. Thậm chí cái nút đời nè, chưa có bị lem nhem luôn ha. Đó, cái vết sơn là còn nguyên hết nha. Đó, bao tay zin nè anh chị. Đó thì theo năm tháng nè, cao su zin nè, đó nó bị móc lên nè anh chị nha, không có bị hao mòn một miếng luôn ha. Rồi đây đây nè anh chị thấy không, cái lỗ kiến của nó còn cái dấu chấm sơn ở đây luôn nè, những con ốc này là chưa có từng có dấu dặn ra luôn ha. Đây con ốc heo dầu nè, anh chị thấy heo dầu không, nó trong veo ha. Đó những cái xe đi ít á, mình nhìn vô con heo dầu nè, nó còn trong như vậy nè, đó chứng tỏ là một cái xe đi ít ha. Rồi quay qua tới đây nè, tay thắng nè, còn yên nguyên hết nha. Trên cái xe này dàn ốc chưa có một dấu cờ lê mở luôn, chỉ trừ những cái tăng sên này kia thôi, tại chạy 10.000 cây bắt buộc là phải tăng sên rồi anh chị. Rồi ok ha, bây giờ mình review tiếp cho anh chị coi nè. Đó Ngọc lia cái máy từ từ cho anh chị coi ha. Đó thậm chí nè cái mặt si nè là còn mới tinh luôn ha anh chị ha. Đó thấy Ngọc đang quay phim ở trong đó luôn. Đó những con tem này là còn nguyên hết nha. Đó rồi đây quay xuống tiếp theo cho anh chị coi, ở đây nè cây phục là còn như mới luôn nha anh chị nha. Đó
Ở đây nè, nó có cái dashboard ngay đây nè anh chị. Đây. Anh chị thấy không? 209 nè, đó. Đó còn cái dashboard luôn đó anh chị. Rồi. Những cái dấu chấm sơn của hãng là còn y nguyên hết ha. Ở đây ốc tán là xanh lè nha anh chị nha. Đó. Lên tới đây nó vẫn xanh luôn ha. Đó, chứng tỏ là một cái xe chạy rất là ít. Rồi, để là không có bị mòn luôn nha anh chị nha. Đó. Chất xe zin xứng đáng để anh em mình chơi sưu tầm nha. Những cái con ốc chấm sơn ở đây là còn y nguyên hết ha. Rồi. Bây giờ Ngọc quay qua tới đây luôn. Đây. Cho anh chị coi nè. Đó. Quá nét luôn anh em ơi. Xe này mâm zin theo xe luôn nè. Đó. Rồi. Cái xe này thật sự là mình không có gì để mình mô tả gì nhiều hết, tại vì nó còn quá mới đi. Bây giờ mình quay xuống dưới đây cho anh chị coi tiếp theo ha. Đây, chìa khóa nè anh chị. Đó, anh chị nhìn nè. Những cái xe đi ít hay đi nhiều đó, mình coi những cái chỗ này nè, nó có bị chạy xước hay không, có bị hao mòn hay không, có bị bạc màu hay không, là mình đánh giá được một cái xe đi ít hay đi nhiều ha anh chị ha. Đó. Rồi mình nhìn tiếp theo là cái chìa khóa nữa nè. Đó, cái chìa này là chìa sơ cua theo xe nè anh chị. Đó. Hai chìa là trùng một mã luôn ha. Đây. À, mã cái gì 016 nè anh chị. Bên đây cũng vậy luôn, 016 luôn ha. Đó. Thì cái này là mình nhìn cái độ hao mòn của cái chìa đang sử dụng nè anh chị, là mình đánh giá được cái xe là đi ít hay đi nhiều nè. Đó, nó mòn rất là ít ha anh chị ha. Đó. Nó chỉ bị liếm nhẹ một chút xíu thôi. Đó, chứng tỏ là một cái xe ít đi nè. Rồi. Ok ha, mình bật chìa khóa lên là nghe tách 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 luôn á. Đó. Rồi. Dàn áo này là đẹp không tì vết luôn á anh chị nha. Đó, thậm chí những cái chỗ này nè, nó không có vết chày luôn ha. Đó. Rồi, quay qua tới đây nè. Cái xe chạy 10.000 cây tất nghĩa là nó còn rất là mới ha. Đó, những cái chỗ chi tiết này là nó không có bị mòn luôn. Đó. Anh chị thấy không? Người ta sử dụng rất là kỹ, không bị mòn luôn ha. Tại vì cái xe người ta đâu có đi đâu anh chị, mà người ta sử dụng nhiều. Đó. Rồi. Quay qua tới tiếp theo là phần quan trọng ở đây nè. Đó anh chị nhìn nè. Đó. Chấm sơn của hãng là còn nguyên hết ha. Rồi. Qua tới đây nè. Đó, ốc tán này nọ là xanh lè luôn ha. Chưa có bị xét một con nào hết nha anh chị nha. Đây nè, thậm chí những cái cốt vỏ đạp nè. Đó, anh chị nhìn nè ha. Còn còn mới tinh ha. Rồi, bây giờ Ngọc quay xuống dưới đây cho anh chị coi tiếp theo nè. Ở dưới đây mới là bán ăn tiền nè. Đó, anh chị nhìn nè. Nó đẹp là đẹp từ ở trong ra tới ngoài luôn nè. Đó, anh chị nhìn cái cây chống đứng nè, mà nó còn chưa có bị lên xét hay bị hao mòn gì luôn anh chị. Đó. Ngọc quay vậy rất là kỹ ha, những cái xe cọp như vậy là mình phải quay kỹ cho anh chị coi đó. Đó, anh chị thấy không? Đó, đẹp là đẹp từ trong ra tới ngoài luôn đó. Cái xe này là Ngọc chưa có rửa, chưa vệ sinh gì nha. Đó. Ngọc mua sao Ngọc để gì Ngọc bán luôn ha. Những cái xe này mình hạn chế tối đa cái việc mà mở ra mở vô hay là chùi rửa ha anh chị ha, tại vì nó còn quá là mới đi. Rồi, ok ha. Đây, cái bô nước xi là còn như mới luôn. Đó là thấy mình đang quay phim ở trong đó luôn đó anh chị. Rồi, đây nè anh chị nhìn nè, những cái cao su quét chân nè còn nguyên hết nè. Đó anh chị nhìn ha, cái này không phải là đồ vô ha. Đây nè, tại vì mình nhìn những cái chi tiết này nè, cao su theo thời gian nó lên răng nè, nó nứt lên răng nè. Đó là anh chị biết rồi đó. Đó là zin theo xe nè. Đó, anh chị nghe tách tách không? Một cái xe xứng đáng để anh em mình chơi sưu tầm ha. Rồi. Ok. Bây giờ Ngọc quay qua tới phần dưới đây nè. Ốc tán nè, anh chị nhìn nè. Còn y nguyên hết ha, chưa có bị xét bất cứ một con nào luôn. Phuộc nè, quá đẹp luôn anh em ơi. Rồi. Ở đây nè. Anh chị thấy không? Ở đây nè, nó không có bị mà bị xét hay là bị chạy hay là bị gì luôn. Tại vì người ta đâu có chạy đâu. Thường thường ngay chỗ này là nó bị hay bị nhất nè. Tại vì nước nó bắn vô nè anh chị. Mà nếu mà xe chạy nhiều là nó bị xét ngay đây nhiều lắm. Đó, rồi ok ha. Bây giờ mình quay tiếp theo là mình mở dưới cái yên cho anh chị coi ha. Thì cái xe này á là yên zin nè, kiến zin còn nè, cái bộ đồ nghề còn luôn nha anh chị. Tất cả phụ kiện theo xe nói chung là còn đầy đủ hết á. Rồi, bây giờ Ngọc mở cái yên lên cho anh chị coi nha. Đó. Cái yên này á, mình mở lên ở trong là như xe mới, như một cái xe thùng vậy, nó mới xuất xưởng ra, nó không có bị chạy chỗ, không có bị hao mòn gì hết trơn á. Đó, anh chị nhìn nè, da yên zin nè. Đó. Rồi. Bây giờ quay qua tới đây nè, anh chị coi cái đát nè, cái đát yên nè, năm 2009 nè. Rồi. Quay xuống dưới đây nè, anh chị nhìn cái mút của nó nè, nó mút nó còn trắng luôn ha. Nó hơi ngã vàng một chút xíu ha.
đó. Rồi quay qua tới dưới đây nữa nè, đó anh chị nhìn những cái chấm sơn xanh của hãng là còn hết trơn luôn nha, từng con tem thông số là còn nguyên hết nha anh chị nha. Đó rồi cặp kiến đó, à, cái bộ đồ nghề thì để trong đây ha. Rồi cái quay tiếp theo nè anh chị, rồi ngọt lia cái máy từ từ cho anh chị coi ha. Cái khúc này mới là những cái khúc ăn tiền nè, đó anh chị nhìn nè, những con ốc này nè chưa có một dấu tháo dấu mở ra bao giờ ha. Đó trừ ốc vàng áo nha anh chị, xe này có mở ốc vàng áo ra để người ta dán keo nha anh chị nha, bắt buộc là phải mở ra để mới dán keo được nha. Rồi ok ha, mấy dấu này nè, chấm sơn zin của hãng còn hết nha. Đó thùng xăng là đẹp không tì vết luôn, không có một vết chày luôn trên cái thùng xăng luôn ha. Đó thường thường nếu mà những cái xe đi nhiều á, nó sẽ bị hằn lên hai cái dấu ngay đây nè, xe này không bị luôn nha. Đó đây là anh chị nhìn nè, nó tím mà nó tím hồng luôn đó, nó chưa có ngã sang màu vàng hay màu xanh luôn đó, là anh chị biết rồi. Rồi quay qua dưới đây nè, anh chị nhìn cái thùng xăng ở trong cái thùng xăng nè, cái vấn đề là ở trong cái thùng xăng nè nó còn như mới luôn á. Đó xe chạy 10.000 cây ở trong thùng xăng là chưa có bị sét một miếng nào luôn á ha. Rồi quay qua tiếp theo là phần cái cản nha anh chị nha. Cái cản này là cản nước sơn zin nha anh chị. Trên cái xe này Ngọc bao cho anh chị là nước sơn zin cả xe, không có dặm tuốt bất cứ một cái chỗ nào nha anh chị, kể cả cái cản luôn ha. Sở dĩ cái cản nó còn đẹp như vậy là tại vì người ta dán keo ngay từ ban đầu người ta mua luôn nha anh chị nha. Đó cho nên người ta giữ gìn rất là kỹ cho nên mới còn được như vậy ha. Rồi bây giờ Ngọc đóng cái yên xuống ha, Ngọc quay qua tới phần bên kia Ngọc review tiếp cho anh chị coi ha. Cái xe này biển số rất là dễ thương nha, dễ thương dễ nhớ nha anh chị nha. Rồi rồi bây giờ Ngọc sẽ quay qua tới phần tiếp theo bên đây cho anh chị coi ha. Thì cái xe chạy 10.000 cây tất nhiên là nhông sinh dĩa là phải còn theo xe rồi nha anh chị, và hơn hết nữa là máy móc là phải zin nguyên bản tuyệt đối nha, đầu nồi chưa rớt, thậm chí là nắp cam cò xuống bắp chưa chỉnh luôn nha anh chị. Đó đúng chất xe là chạy 10.000 cây. Thì bây giờ mình sẽ quay tới phần chi tiết máy cho anh chị coi ha. Đây nè anh chị, Ngọt sẽ hôm nay Ngọt sẽ cố gắng Ngọt quay cho anh chị coi được cái con ốc mà nó có chữ F ha. Đó máy móc là zin nguyên bản tuyệt đối nha, thậm chí nè cục máy này dơ dơ bẩn bẩn nè mình không rửa luôn nha anh chị nha, để chất zin mộc mạc nó mới đẹp. Đó anh chị nhìn nè, từng cái bút mà của hãng nó viết lên cái đầu lòng nè còn luôn ha. Đó bây giờ Ngọt sẽ quay con ốc cho anh chị coi ha, anh chị cố gắng coi giùm em coi. Đây nè anh chị thấy không, đây đó con ốc nó có chữ F như đây nè, đây nè anh chị, đây đây. Đó Ngọt cũng cố gắng Ngọt quay cho anh chị coi lắm đó. Rồi ok ha. Rồi thậm chí nè anh chị nhìn nè, cái nắp mà nắp xuống bắp nè, cam cò xuống bắp nè chưa chỉnh luôn ha. Rồi mình nhìn qua tới phần bên đây nè anh chị, đó những cái xe đi ít thì những cái chỗ này nó mới còn trong được nha anh chị nha, những cái xe đi nhiều là ở đây nó bị đục, nó bị vàng khè luôn rồi, nó không như vậy được đâu nha anh chị. Đó rồi ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua phần bên đây cho anh chị coi tiếp theo nha. Rồi bây giờ quay qua tới phần tiếp theo bên đây ha. Nè anh chị, cái da yên này da zin nha, nhưng mà anh chị nhìn nè, một cái xe đi ít hay đi nhiều nè, Ngọt chỉ cho anh chị coi nè, anh chị nhìn từng cái gân ở đây nè, đó nó có nếp nhăn hay không, nó có vết hằn hay không ha. Đó cái yên này là đã còn nhám mà nó sần lên luôn nha anh chị. Đó anh chị nhìn những cái hộp da yên nè là anh chị biết nè, cái xe người ta đi nhiều chắc chắn là người ta phải ngồi nhiều rồi. Đó thì những cái chỗ này nó sẽ bị hao mòn ha, nó không có đường gân rõ như vậy đâu anh chị. Đó cái xe này chứng tỏ là một cái xe đi rất là ít, cho nên cái da yên nè anh chị thấy là còn nguyên hết nha. Đó rồi bây giờ Ngọt quay qua tới tiếp theo phần dưới đây ha. Đây anh chị ha, lốc bên đây là đẹp xuất sắc luôn, lốc hai bên là đẹp xuất sắc luôn, tại vì xe chạy rất ít. Cái xe này á, mặc dù chạy 10.000 cây nhưng mà nó ăn tiền hơn những cái xe khác, nó chùm mền nha anh chị. Những cái xe mà nhiều khi xe chạy 3-4.000 cây á, chưa chắc gì cái nước sơn lốc, cái nước sơn dàn chân nó đẹp như cái xe này. Tại vì xe này người ta rất là biết cách bảo quản ha, cho nên cái gọi là cái gì, cái vàng lốc này nè, nó không bị nổ sơn nha anh chị nha. Đó ăn tiền là một điểm đó nữa đó. Rồi ok ha, đây nè anh chị nhìn cái cần số của nó nè, nó còn xanh rì luôn anh chị ha. Đó cần số zin theo xe nè, đó cái nước xanh mà xanh màu lính nè anh chị. Đó không có bị mòn ha. Đó ở đây là cái lớp xi của nó thôi nha, nó chỉ có bị mòn cái lớp xi thôi nha anh chị nha, còn gai nè anh chị nhìn từng cái gai nè là còn nguyên hết nha. Đó
thậm chí quay quanh đây nè, đó, trước sau là không bị mòn ha. Rồi nhìn tới đây nè, cao su gác chân trước nè anh chị, đó anh chị thấy không, zin theo xe nè, theo 5 tháng nè, đó nó bị lão quá, cao su nó bị lão quá nè anh chị, nhưng mà không mòn nha anh chị nha, chứng tỏ cái xe đi rất là ít nè. Rồi anh chị nhìn từng con ốc ở đây nè, còn xanh rì luôn ha anh chị ha, đó không phải còn xanh nữa mà nó còn trắng luôn á anh chị. Rồi nhìn vô những cái hốc sườn ngay đây nè, đó xe này là ngọt chưa có mở dàn áo ra, ngọt vệ sinh gì hết nha, đó ở trong là còn dơ luôn ha anh chị ha, anh chị nhìn cái sườn ở trong là còn đen mung luôn ha. Đó rồi quay qua tiếp theo phần bên đây nè, đó anh chị nhìn nè, người ta gạt trống nè, đó cái độ gạt trống người ta rất là ít, tại vì xe ít đi cho nên nó chỉ bị mòn ngay đây chút xíu thôi, nếu mà những xe đi nhiều là nó liếm lên tới trên đây luôn rồi ha. Đó rồi còn cái chống đứng thì đẹp xuất sắc luôn, đó những cái chỗ này mà nếu mà mình gạt nhiều á là nó mòn ra tới trên đây luôn, cái này là chỉ có mới bị ngay đây một chút xíu thôi nha anh chị nha, đó chứng tỏ là cái xe đi 10.000 cây nè. Rồi ok ha, quay qua tới đây cho anh chị coi số máy luôn nè, đó số máy là 70 đầu nè, đó anh chị nhìn cái cổ bô nè, cổ bô là nó còn màu khối luôn nha anh chị, đó cái nước sơn nó còn màu khối luôn ha. Rồi nè anh chị nhìn nè, từng con ốc ở đây nè, đó nó còn trắng luôn ha, đó đó đó, đó. Còn chấm sơn của hãng luôn đó, còn trắng luôn những con ốc này nè, đó. Rồi quay qua tiếp theo phần bên đây ha anh chị ha, cái bộ tem này còn quá đẹp luôn. Oh, cái tem này ra nắng thật sự rất là đẹp, nó đổi màu. Rồi quay qua tới đây ha, đó vỏ nè, trước sau là trùng mã luôn, 30 tuần thứ 30 năm 2009 luôn ha. Đó vậy cui ha anh chị ha, trước sau là như một luôn. Rồi chạy 10.000 cây là vậy đó. Thì cái xe này hôm rồi mình có mở cái nhông sinh dĩa ra để mình chụp hình lại, để ngọt chèn cái hình nhông sinh dĩa vô cái clip này cho anh chị coi ha. Đó tại vì mình hạn chế tháo ra cái việc mở ra mở vô đi anh chị, những cái xe cọp mà. Đó xe này là nhông sinh dĩa còn luôn nha, ngọt bao cho anh chị luôn nha, đúng KMC là nhông sinh dĩa zin theo xe luôn đó anh chị. Rồi thì bây giờ ngọt đã quay chi tiết rồi thì bây giờ mình sẽ vô mình nổ máy luôn ha. Rồi bây giờ ngọt vô ngọt nổ máy luôn ha. Thì cái xe chạy 10.000 cây thì mình không có gì giới thiệu nhiều về phần cục máy hết anh chị. Đó 10.000 cây thì cũng khác gì xe trong hãng dắt ra đâu anh chị. Đó những cái dòng này thì chạy 10.000 cây đâu có là gì đâu. Rồi ok ha, bây giờ mình sẽ nổ máy luôn nha. Đó báo mò lên ha. Thôi bây giờ mình xử xi nhan trước đi. Đó xi nhan đèn đuốc là tất cả là mọi thứ hoạt động hoàn hảo đầy đủ hết nha, kèn luôn ha. Rồi giờ mình sẽ vô mình nổ máy ha. Đó nhấn đề cái là nổ anh chị. Đó, cục máy thì mình không có gì để giới thiệu, mình cũng không có gì để bàn tới cục máy, tại xe chạy 10.000 cây mà, máy móc nguyên bản tuyệt đối mà, mình có gì để bàn tới nữa đâu. Bây giờ mình sẽ cho anh chị nghe cái tiếng bô tiếng máy ha. Đó cục máy là êm thì thầm luôn nha. Đó chị nghe không, ấm mà êm. Nói chung xe này mình không có gì giới thiệu về cục máy hết trơn tại vì xe chạy 10.000 cây mà anh chị. Rồi thì bây giờ em sẽ tắt máy ha, em sẽ vô em báo giá cho anh chị luôn nha. Rồi ngọt vô ngọt báo giá luôn nha. Thì ngày hôm nay là một cái cơ hội cực kỳ tốt để cho anh chị nào muốn sở hữu em nó ha. Cái giá ngày hôm nay mình bán sẽ rẻ hơn so với cái giá ban đầu mình bán rất rất nhiều nha anh chị. Tại vì xe này là khách người ta quay đầu lại cho mình. Đó mình thâu xe lại cho nên ngày hôm nay Ngọt bán cái giá cực kỳ tốt cho anh chị luôn nha. Mình nhắc lại nha, hôm nay mình đang bán cái xe này là Honda Fusionel FI đời 2009, số máy là 70 đầu ha. Sơn zin, tem zin, máy móc zin tuyệt đối. Trên xe này Ngọt bán Ngọt bao cho anh chị là chưa có giảm tút bất cứ một cái chỗ nào luôn nha anh chị. Chạy đồng hồ là 10.600 cây, vỏ trước sau theo xe là một cặp trùng đát luôn nha anh chị. Rồi thì ngày hôm nay mình sẽ bán cho anh chị cái giá là 90 triệu nha anh chị. Chỉ có 90 triệu thôi. Thật sự cái giá này em bao cho anh chị đốt đuốc đi tìm. Mình không biết những cái chỗ khác như thế nào nha.
Hiện tại Sài Gòn cái giá Honda Fusion FE đời cuối như vậy nè, mà chất xe mà chạy 10.000 cây, chất xe được như vậy nè anh chị, với giá 90 triệu em bao cho anh chị đốt đuốc đi tìm luôn, anh chị tìm không ra đâu. Chỉ có khách người ta quay đầu lại, em thâu lại thì mới có được giá tốt. Hôm nay em bán cho anh chị nha. Rồi, ok ha. Thì anh chị nào á yêu mến á thì đừng bỏ qua em này ha. Hôm nay là một cái cơ hội cực kỳ tốt để cho mình sở hữu em nó ha. Cho nên anh chị coi được cái clip của em á thì bóc cái máy lên alo cho em liền nha. Số điện thoại là 0393399939 ha. Cái giá ngày hôm nay Ngọc bán rất rất rẻ rồi, cho nên mình sẽ không bao gồm cái chi phí rút hồ sơ xe và chi phí vận chuyển xe ha. Anh chị có nhu cầu rút hồ sơ thì cộng thêm cái chi phí rút hồ sơ vô giùm em. Vận chuyển xe cũng cộng thêm chi phí vận chuyển xe vô giùm em. Cái giá ngày hôm nay thật sự em bán là cái giá kịch sàn rồi anh chị. Coi như là em bán giùm chủ xe thôi. Đó, mình thâu lại mình bán giùm anh chủ thôi. Rồi, thì anh chị nào có coi được cái kênh của em á, yêu mến á, thì cho em xin một cái nút đăng ký kênh ha. Sau này mình có về những cái dòng xe khác nữa, mình cập nhật lên, mình liên hệ, mình mua nha anh chị.